đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại kỳ World Cup 2023 bằng trận thua 0-7 trước Hà Lan tại sân Forsyth Barr, Dunedin, New Zealand. Như vậy, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bị loại mà không ghi nổi bàn thắng nào, thủng lưới 12 bàn. Nói về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam, tờ Thailand, Thái Lan bình luận, đội tuyển nữ Việt Nam không thể cưỡng lại sức mạnh khủng khiếp của Hà Lan. Trận thua 0-7 cho thấy sự cách biệt quá lớn về trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam so với đối thủ. Đại diện của Đông Nam Á chia tay World Cup với 3 trận toàn thua. Họ không thể chọc thủng lưới đối thủ một lần nào. Cùng với đội tuyển Việt Nam, một đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines cũng không thể vượt qua vòng bảng. Một tờ báo khác của Thái Lan là Khao Sót có chung quan điểm, các đại diện của Đông Nam Á sạch bóng khỏi vòng bảng World Cup. Trong đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã chia tay giải đấu sau thất bại 0-7 trước Hà Lan. Họ rời khỏi World Cup mà không ghi được bàn thắng, thủng lưới 12 bàn. Tờ Hello Timor Leste bình luận, nỗ lực ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Kể từ sau bàn thua ở phút thứ 7, những chiến binh sao vàng không còn là chính mình và phải chịu tới 7 bàn thua. Đây là chiến thắng đậm nhất của Hà Lan ở World Cup nữ. Trong khi đó, tờ CNN Indonesia giật tít, đội tuyển nữ Việt Nam thảm bại 0-7 trước Hà Lan. Họ nhấn mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại World Cup nữ theo cách không thể buồn bã hơn với thất bại 0-7 trước Hà Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã kết thúc hành trình của World Cup 2023 mà không thể ghi nổi một bàn thắng nào.